điện năng lượng mặt trời trên mái nhà đang được nhiều hộ dân chủ động đầu tư. Việc sử dụng điện năng lượng mặt trời áp mái góp phần không nhỏ vào việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Nhìn từ trên cao mái nhà của ông Đinh Quang Tuấn ở thôn Ba Phường, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông khác hẳn so với hàng chục mái nhà bên cạnh bởi hệ thống pin năng lượng mặt trời. Với chi phí bỏ ra chỉ khoảng 50 triệu đồng trên 3 kWh, hệ thống điện năng lượng mặt trời này hàng ngày tạo ra khoảng 9 đến 13 kWh một ngày. Không chỉ chống nóng, chống ồn, những tấm pin năng lượng này còn giúp gia đình ông Tuấn tiết kiệm được 2/3 tiền điện hàng tháng. Lắp cái thiết bị này thì gọi là cái được ấy, thì thứ nhất là mình tránh được cái chi phí lớn về chi phí về hàng tháng ấy. Thứ hai và cái tránh được cái điện giờ cao điểm. Thứ hai là tránh được cái giá điện bậc thang. Đúng không ạ? Và cái lợi thứ ba, cái được thứ ba nữa thì cái được này gọi là cái được chung. Tức là được vừa gia đình mà vừa được của điện lực. Nghĩa là mình lắp được cái này thì mình cũng góp phần vào cái giảm thiểu cái thiếu điện sinh hoạt